Tập 19. Cậu đến ngân hàng làm gì? Cậu mau đi đi, chúng ta ở chung như vậy rất dễ lộ. Suốt cuộc cậu đang làm cái gì? Nếu xem tôi là anh em thì cậu phải nói với tôi. Cậu nói cậu mau đi về đi. Thời cơ đến tôi tự nhiên sẽ nói với cậu. Cảm được tôi mặc kệ cậu có lý do gì, nhưng tôi muốn nói với cậu, lần này cậu thực sự làm hơi quá rồi. Vì sao cậu còn chưa về phụng lệnh? Vì sao cậu luôn tránh mặt chúng tôi? Tôi vẫn đang chấp hành hành động và nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ có thể nói với cậu bấy nhiêu thôi. Trong ngân hàng Hoa Hưng có cái gì? Có phải cậu điều tra ra điều gì rồi không? Cậu đến ngân hàng Hoa Hưng làm gì? Không, tôi cũng như cậu, chẳng biết gì hết. Cẩm Đường, tôi quá hiểu cậu rồi. Vì sao cậu còn phải giấu tôi? Cậu không tin tôi sao? Không phải là tôi không tin cậu. Có những chuyện tôi chưa nói với cậu, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nói. Tôi làm vậy là để bảo vệ cậu. Cậu phải tin tôi. Tôi mặc kệ cậu làm gì, tôi đều tin cậu. Chứ cậu không nên giấu tôi. Bây giờ chúng ta chia ra đi. Mau vào đi. Thế nào rồi, điều tra được gì không? Anh mau báo với Hàng Đông Lân. Số điện thoại này là điện thoại công cộng ở ngân hàng Hoa Hưng. Điện thoại công cộng à? Phải. Không biết ông ấy để lại cho chúng ta một bộ điện thoại công cộng là có ý gì? Mà hôm nay Watanabe cũng đã đến ngân hàng Hoa Hưng. Manh mối này rất quan trọng. Tôi lập tức đi báo với chủ biên. Cái gì? Hai người họ ở cùng nhau. Tôi tận mắt nhìn thấy. Biết họ nói gì không? Không. Lúc đó sau khi tôi đưa tiểu thư đến nhà thờ, đang chuẩn bị đi về là vừa khéo nhìn thấy. Hai người họ đứng đối diện ngân hàng, sau đó chia ra đi. Bên cạnh đường còn có ai không? Không, chỉ có mình cậu ấy. Tôi từ xa đã thấy cậu ấy ra khỏi ngân hàng. Sau đó Đức Thắng liền đi theo. Lão gia, Đức Thắng và tiểu thư đã về. Bảo Đức Thắng vào đây. Vâng. Sao hai người bây giờ mới về? Anh Đức Thắng cùng cháu đến bách quá mua ít đồ. Đức Thắng, lão gia bảo cậu đến thư phòng. Vâng. Sao rồi? Ngân hàng Hoa Hưng có tình hình gì không? Watanabe hôm nay đã đích thân đến ngân hàng. Tôi còn nhìn thấy hiến binh khiêng mấy hòm vào ngân hàng. Nhưng vì Watanabe đuổi mọi người đi, vậy nên tôi chỉ có thể ra khỏi ngân hàng. Đến Watanabe cũng xuất hiện. Có thể thấy việc này không hề nhỏ. Còn có một việc tôi vẫn lo cho Cảm Đường. Tôi đang nghĩ, có phải là vì cậu ấy đã bại lộ thân phận? Vì nghĩ cho chúng ta nên cậu ấy vẫn không lộ diện không? Sở dĩ Cảm Đường không xuất hiện khẳng định là sợ liên lụy tới chúng ta. Nhưng chúng ta có cách liên lạc đặc biệt. Nếu cậu ấy lấy được tình báo thì nên nghĩ cách mang về mới phải. Cũng phải. Tôi nghĩ là có lẽ Cảm Đường không hề có được tình báo của Đường Tông Điên. Tôi nghĩ rất có khả năng này. Cậu và Cảm Đường cùng lớn lên từ nhỏ. Cậu khá hiểu cậu ấy. Tôi nghĩ phân tích của cậu chắc là đúng. Chỉ là chúng ta không thể vì Cảm Đường chưa quay lại mà dừng tất cả mọi việc được. Bây giờ cấp trên vẫn đang dục, chúng ta bắt buộc phải đẩy nhanh tốc độ. Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ tiếp tục điều tra tung tích của Hàng Đông Lân.
Cầm Đường không lấy được tình báo, tôi không tin Hàn Đông Lân cũng không lấy được. Được, tôi đi trước đây. Tôi mong cậu có thể mang về một vài tin tức hữu dụng. Tôi đã đợi rất lâu rồi. Tôi hiểu. Tôi đi trước đây. Mời tiên sinh. Sao rồi lão Trịnh? Hải quan dạo này bận không? Bận việc linh tinh thôi. Bây giờ thứ gì cũng do người Nhật kiểm soát. Chúng tôi sắp thành vật trang trí rồi. Được rồi, không nhắc đến mấy chuyện này nữa. Cạn, uống đi. Lão Phùng, dạo này đang bận gì thế? Cửa hàng có nhập hàng gì mới không? Có chứ, đến xem đi. Nếu nhìn trúng thì giá cả đều có thể thương lượng. Bây giờ tiền thực sự không còn đáng giá. Thứ gì cũng đang tăng giá. Chính phủ còn cố gắng thúc đẩy trái phiếu. Anh nói mấy thứ này ai còn dùng nữa? Cho dù tôi muốn dùng thì người khác còn phải dám nhận. Tôi thật hối hận. Sớm biết như vậy thì nên tích trữ ít vàng trong tay. Vậy mới yên tâm. Anh nói có phải không? Phải. Gần đây rất khó lấy được vàng. Đúng vậy. Nghe nói chính phủ Nam Kinh đã tập trung một lô vàng đang chuyển đến Thượng Hải đấy. Nam Kinh tập trung vàng làm gì? Tôi cũng chỉ nghe người khác nói. Nói là cung cấp cho người Nhật Bản làm chi phí quân dụng. Cho người Nhật Bản làm chi phí quân dụng. Người ta nói là làm chi phí quân dụng. Số vàng này đều được vận chuyển đến Nhật Bản. Thì anh nói sau này phải sống làm sao? Vàng của Trung Quốc đều chuyển đến Nhật Bản. Vậy chúng ta còn có thể đánh thắng được sao? Nghe nói ngân hàng Hoa Hưng gần đây vàng ở chợ đen ầm ĩ lắm à. Biết vì sao không? Vì sao? Lô vàng kia của Nam Kinh đều để ở đó. Nhưng ngân hàng Hoa Hưng cũng không phải là ngân hàng nổi tiếng gì. Sao lại để vàng ở đó? Chuyện này thì không rõ. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Ngân hàng có bối cảnh, có khi có liên quan đến người Nhật Bản. Thay vì nói là ngân hàng, còn không bằng nói là một công cụ tài chính của người Nhật Bản. Việc này hoàn toàn có khả năng. Tôi hiểu. Anh nói liệu Đường Tông Điên này có đặt tất cả tình báo vào trong bộ điện thoại công cộng này không? Không thể là tất cả tình báo. Trước khi đi, Đường Tông Điên đã nói ông ấy chia tình báo làm hai phần. Một phần đưa cho chúng ta trước khi lên tàu. Phần còn lại sau khi đến Hồng Kông lại đưa cho chúng ta. Tôi đoán ông ta để ở ngân hàng Hoa Hưng. Chắc là nửa phần đầu. Anh nói với Cẩm Đường, bộ điện thoại công cộng kia có thể là một hòm thư chết. Hòm thư chết. Phải, chủ yếu dùng để truyền tình báo hoặc gửi chỉ lệnh. Anh và Diệp Cẩm Đường giải quyết hòm thư này. Cậu ấy biết phải làm thế nào.
Ông chủ, sao rồi? Tôi phát hiện ra Cẩm Đường. Ở đâu? Cậu ấy đến ngân hàng Hoa Hưng. Không phải, Cẩm Đường chạy đến ngân hàng Hoa Hưng làm gì? Tôi phát hiện điện thoại công cộng trong ngân hàng Hoa Hưng từng bị động vào. Khẳng định cậu ấy đã lấy đi thứ gì ở trong. Ý anh là cậu ấy đã lấy đi thứ gì đó trong điện thoại? Lấy đi. Sau đó thì sao? Sau đó đến một hiệu ảnh, vào rồi không ra nữa. Thử nghĩ xem. Ngân hàng Hoa Hưng, điện thoại, hiệu ảnh, không thể liên hệ với nhau. Đường Tông Niên để lại một đoạn phim. Anh phải tranh thủ thời gian sửa ảnh ra. Chỗ tôi có lẽ không được, không sửa được ảnh đâu. Vì sao chứ? Nếu tôi không nhìn nhầm thì nó không phải là phim bình thường, mà là phim loại mới nhất. Chỗ tôi chỉ có thể sửa phim FD3. Còn với loại phim này thì chỗ tôi thực sự chẳng có cách nào khác. Vậy ở đâu thì có thể sửa loại phim này? Theo tôi biết thì Thượng Hải có hai bộ thiết bị. Một bộ là ở Đại học Thánh Doan, là thiết bị tân tiến của giáo sư Li Mê. Còn một bộ khác là trong Bộ Tư lệnh Quân Nhật ở Hồng Khẩu. Vậy cũng có nghĩa là chúng ta chỉ có thể cân nhắc đến giáo sư Li Mê ở Đại học Thánh Doan. Người này có lai lịch gì? Ông ấy là giáo sư vật lý ở Đại học Thánh Doan. Người Anh. Như vậy đi, tôi sẽ mau chóng liên lạc với chủ biên hàng, xem làm sao để liên lạc với giáo sư Li Mê. Ở Thượng Hải, ngoài giáo sư Li Mê, chỉ có Bộ Tư lệnh Nhật Bản mới có. Phải. Ngoài tìm giáo sư Li Mê, không còn cách nào khác. Nhưng mà giáo sư Li Mê là người nước ngoài, tìm ông ấy giúp có lẽ hơi khó. Đúng vậy. Không rửa được ảnh, chẳng khác nào không lấy được tình báo. Tiền tuyến còn đang đợi chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không thể kéo dài thêm? Tôi muốn tìm giáo sư Li Mê nói chuyện. Không được. Bây giờ phòng tuần bộ và Watanabe đều đang tìm anh khắp nơi. Một khi anh ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra anh. Quá nguy hiểm. Các cậu đang thảo luận về giáo sư Li Mê ở Đại học Thánh Doan sao? Cha Adam à, ông có quen biết với giáo sư Li Mê sao? Đâu chỉ là quen, chúng tôi là bạn đại học, đã làm bạn mấy chục năm rồi. Sao vậy? Các cậu tìm anh ấy có việc gì sao? Chúng tôi có việc muốn nhờ giáo sư Li Mê giúp. Cứ cách hai ngày anh ấy sẽ lại đến đây. Chiều mai thì anh ấy sẽ đến. Rồi tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen. Nếu có chuyện gì, mọi người đều có thể nói chuyện ở đây. Vậy thì quá tốt rồi. Ông lại giúp chúng tôi một việc lớn. Các cậu đều là bạn của Phùng tiểu thư. Hơn nữa tôi cũng hiểu rõ việc các cậu làm là vì cái gì. Tôi chỉ góp một phần sức lực nhỏ của tôi thôi. Li Mê là một người có lòng chính nghĩa. Tôi nghĩ nếu các cậu có thể nói chuyện với anh ấy thì tin chắc anh ấy sẽ giúp các cậu. Cảm ơn ông, cha Adam. Được khách sáo. Cảm ơn. Anh đã nói với Diệp Cẩm Đường để cậu ấy chuẩn bị. Một khi giáo sư Li Mê đồng ý, chúng ta sẽ lập tức hành động. Vậy tôi về trước đây. Bây giờ chúng ta cơ bản đã xác định được mục tiêu. Người này có hiểm nghi rất lớn. Chúng tôi nhiều lần phát hiện người này ra khỏi nhà thờ, sau đó cho người bám theo hắn. Nhưng không ngờ khả năng cắt đuôi của hắn rất mạnh, mấy lần đều bỏ lại người của chúng ta. Điều này ít nhất có thể chứng minh hắn không phải là người bình thường.
Hắn đã đi đến đâu? Anh xem bức ảnh này đi. Bức này chụp được gần ngân hàng Hoa Hưng. Lúc đó người của chúng ta chỉ đang chụp xung quanh ngân hàng Hoa Hưng để chuẩn bị lộ tuyến vận chuyển vàng. Nhưng trong bức ảnh này lại tình cờ phát hiện được hắn. Lần thứ hai phát hiện ra hắn thì cũng là ở ngân hàng Hoa Hưng. Hắn chỉ ở đó gọi một cuộc điện thoại rồi vội vàng bỏ đi. Hắn vào ngân hàng chỉ để gọi điện thoại. Đây cũng là điều làm tôi khó hiểu. Ra vào nhà thờ lại đến ngân hàng Hoa Hưng gọi điện thoại. Mục đích của hắn là gì? Hắn chính là Diệp Cẩm Đường mà chúng ta muốn tìm. Có lẽ Đường Tông Điên đã giao tình báo cho hắn. Ngày mai tôi sẽ đến chỗ Phùng Sở Lương để ông ấy xem thử suốt cuộc người này có phải Diệp Cẩm Đường hay không. Phùng Sở Lương có thể nói thật không? Lúc hắn giết thuộc hạ của mình ở bến đò, có từng chớp mắt một cái không? Để hắn nhận một người càng không phải là chuyện gì khó. Ban nãy nghe Watanabe nói họ đã chụp được ảnh của Cẩm Đường, còn định đến đây để tìm ngài, để ngài xác nhận. Watanabe bắt đầu được nước lớn tới rồi. Nếu Watanabe đã nói như vậy thì ngày mau chuẩn bị đi. Có lẽ hắn thực sự sắp đến rồi. Không vội. Tôi nghĩ Watanabe đến tìm tôi xác nhận ảnh của Cẩm Đường. Mục đích chính là muốn từ chỗ của tôi lấy được một viên thuốc an thần. Là có ý gì? Anh thử nghĩ xem. Nếu Watanabe đã đặt mục tiêu lên người của Cẩm Đường, dù tôi xác nhận hay phủ định, thì Watanabe này đều sẽ coi đó là Cẩm Đường để áp dụng hành động. Sẽ không vì lời nói của tôi mà thay đổi. Có đúng vậy không? Phải, đúng là như vậy. Vậy cho nên hắn làm điều đó chủ yếu là để thăm dò thái độ của tôi, tiếp đó mới là xác nhận Cẩm Đường. Được rồi, chúng ta đừng vội hốt hoảng, cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Vâng. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Anh Đức Thắng, sao hôm nay muộn vậy? Hôm nay giáo hội có việc, có một đứa trẻ sinh nhật nên về hơi muộn. Còn chưa ăn cơm phải không? Chưa ăn. Anh vẫn đang đợi em sao? Anh cũng chưa ăn sao? Đi, anh đưa em đi ăn. Vũ Phi, Vũ Phi, em vẫn lo cho Cẩm Đường sao? Để đám hàng đông lưng ở nhà thờ mãi cũng không phải là cách. Anh biết rồi à? Em tưởng Watanabe không biết sao? Họ sớm đã phát hiện nhà thờ có vấn đề rồi. Họ chẳng qua chỉ đang đợi một cơ hội thôi. Vũ Phi, anh sớm đã nói với em rồi. Anh phản đối em để giúp hồi phúc lợi của nhà thờ. Nếu em muốn đến nhà thờ thăm Cẩm Đường thì với em với họ đều không có lợi. Mà vì sao em không nghe anh? Anh Đức Thắng, việc này anh có thể đừng nói với cha em không? Nếu anh muốn nói thì họ còn không có cơ hội rời khỏi Hoàng Vệ Cương. Chỉ là anh nghĩ việc này có lỗi với ông chủ. Thực ra em cũng không biết
phải làm thế nào. Em không biết sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Em biết giữa cha và anh Cẩm Đường có vấn đề. Vậy nhưng anh Đức Thắng, anh có thể nói với em rốt cuộc em đã giúp ai không? Vũ Phi, vấn đề này anh cũng luôn tự hỏi bản thân. Anh cũng không biết mình đến giúp ai. Bây giờ anh chỉ có thể đợi, đợi họ cho anh một đáp án. Vậy nếu một ngày đáp án của mọi người đưa ra đều không phải điều anh hy vọng, thì anh làm thế nào? Anh không biết. Anh thực sự không biết. Dạo này ông chủ đối với anh cũng khác trước đây. Vũ Phi, anh không biết chuyện lần này rốt cuộc vấn đề nằm ở ai, là Cẩm Đường hay là ở ông chủ. Tình báo của Đường Tông Liên xem như đã có tiến triển. Diệp Cẩm Đường vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Trong đoạn phim nho nhỏ này giấu một tình báo liên quan đến một chiến dịch lớn. Rõ ràng đồ đã đến tay mà lại không nhìn được nội dung cụ thể trong đó. Diệp Cẩm Đường cảm thấy hơi bất an. Mong thánh linh của Chúa ban cho mọi người sức mạnh. Mong thánh linh của Chúa bảo vệ mọi người bình an, khỏe mạnh. Amen. Li Mê, đợi một lát. Có chuyện gì sao? Một người bạn của tôi muốn làm quen với anh. Cậu ấy muốn nói chuyện với anh. Bạn của anh à? Đây là Hàn tiên sinh, chủ biên của một tòa soạn. Đây là Li Mê tiên sinh. Giáo sư Li Mê, xin chào ông. Xin chào. Hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa. Được. Cảm ơn cha Adam. Ngồi xuống nói chuyện đi. Không biết Hàn tiên sinh tìm tôi là có việc gì. Chúng ta đều là bạn của cha Adam. Tôi nghĩ tôi không cần che giấu tình hình của mình. Mặc dù tôi là chủ biên của tòa soạn, nhưng thân phận thực sự là đảng viên ngầm của đảng Cộng sản. Cảm ơn sự thành thật của cậu. Chúng tôi có một việc muốn nhờ giáo sư Li Mê giúp. Xin cứ nói. Gần đây chúng tôi vừa có một tình báo, nhưng mà tình báo này lại ở trong một đoạn phim. Ý cậu là chuyện rửa phim sao? Phải, vì cả Thượng Hải chỉ có Bộ Tư lệnh Quân Nhật và chỗ của ông có thiết bị này. Tôi muốn nói với cậu là không phải tôi không muốn giúp cậu, mà là thiết bị này rất đặc biệt, vậy nên quản lý cũng rất nghiêm ngặt. Chỉ cần tôi vừa dùng thiết bị này là Nhật Bản sẽ biết. Mỗi tháng họ đều sẽ đến kiểm tra ghi chép sử dụng thiết bị, mà tất cả phim từng dùng đều phải giữ lại. Tôi biết Đảng Cộng sản các cậu kháng Nhật, nên phim các cậu lấy được khẳng định có liên quan đến Nhật Bản. Mấu chốt là nếu tôi đưa cho các cậu thì theo quy định các cậu bắt buộc phải để lại phim. Nhưng mà tôi nghĩ làm vậy thì tình báo này không còn ý nghĩa với các cậu nữa rồi. Giáo sư Li Mê, ông có thể dạy chúng tôi kỹ thuật sửa phim không? Lẽ nào cậu muốn đến Bộ Tư lệnh Quân Nhật để sửa sao? Phải, không được đâu. Vậy làm sao được? Sửa phim ít nhất phải 2 tiếng. Lẽ nào cậu ở Bộ Tư lệnh Quân Nhật 2 tiếng sau mà sẽ không bị họ phát hiện? Quá nguy hiểm, không được đâu.
Hơn nữa, cậu còn chẳng có cơ hội để đến gần bộ tư lệnh quân Nhật. Tôi biết tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ gần như bằng không, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức. Dù tình hình thế nào thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, vì tôi bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe cậu nói như vậy thì tôi khá hứng thú với tình báo này. Suốt cuộc tình báo này có nội dung gì? Là tình báo lấy được từ chỗ một quan viên của chính phủ U Ngụy ở Nam Kinh. Ông ấy chuẩn bị theo quân kháng Nhật nên đã mang tình báo ra. Nếu ông ấy chuẩn bị theo quân kháng Nhật, vậy vì sao không thể trực tiếp nói nội dung với các cậu? Ông ấy đã chết. Nhưng tôi biết tình báo trong đoạn phim này liên quan đến một chiến dịch lớn, quyết định vận mệnh chiến cục của Trung Quốc. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi bắt buộc phải cho tất cả những người chịu tổn thương trong cuộc chiến này một câu trả lời. Mặc dù tôi không hiểu Đảng Cộng sản các cậu, nhưng tôi biết so với các cậu, tôi vẫn hơi thiếu kiên trì. Hàng tiên sinh, là cậu đã cho tôi có một chút hy vọng về hồi kết của cuộc chiến này. Trưa mai, các cậu mang đoạn phim đến phòng thí nghiệm tìm tôi. Cảm ơn ông. Nói chuyện với giáo sư Lime thế nào rồi? Giáo sư Lime đã đồng ý giúp chúng tôi rồi. Cảm ơn ông cha Adam. Không cần cảm ơn. Tôi tin tất cả những người có lòng chính nghĩa đều sẽ lựa chọn đứng về phía các cậu. Đây nhất định là cảm động vì sự kiên trì và trách nhiệm của các cậu rồi. Hy vọng các cậu có thể thành công. Cha Adam, lần này giáo sư Lime giúp chúng tôi khẳng định đã bị người Nhật Bản phát hiện. Việc này tất cả sẽ liên lụy tới sự an toàn của cả nhà giáo sư Lime. Vậy nên tôi có một kế hoạch. Sau khi lấy được ảnh, chúng tôi sẽ lập tức đưa giáo sư Lime và người nhà của ông ấy đi. Thực ra Lime sớm đã muốn rời khỏi Thượng Hải, vì đại học ở Trùng Khánh sớm đã mời Lime. Chỉ vì người Nhật Bản vẫn luôn giám sát nên cuối cùng Lime vẫn không đi được. Tôi thấy đây là cơ hội. Nếu các cậu thực sự có thể làm được thì tôi tán thành kế hoạch của các cậu. Được, vậy thì mời ông lập tức thông báo với ông ấy. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Hôm nay người này có xuất hiện gần nhà thờ không? Hôm nay người này không đến, nhưng hôm nay giáo sư Lime đã đến nhà thờ. Giáo sư Lime một tuần đến nhà thờ 2-3 lần. Cha Adam kia là bạn thân của ông ấy, hai người quan hệ không tồi. Lẽ nào bọn họ hẹn gặp nhau nói chuyện ở nhà thờ? Tôi nghĩ không thể loại trừ khả năng này. Không bằng tôi cho người đi giám sát. Cậu lập tức cho người giám sát bọn họ. Tôi nghĩ mặc dù chúng ta không xác định có phải hắn có tiếp xúc với Diệp Cẩm Đường hay không, nhưng mà vẫn đề phòng thì tốt hơn. Vậy bây giờ tôi lập tức cho người qua đó. Người trong nhà thờ một khi xuất hiện phải lập tức gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đi tìm Phùng Sở Lương xác nhận. Trưởng ban, anh có dự định gì mới sao? Nếu chúng ta không dễ ra tay ở nhà thờ thì chúng ta phải đợi hắn ra ngoài. Nếu hắn đến chỗ Lime thì giải quyết hắn ở chỗ của Lime. Tôi hiểu rồi. Vậy nếu trong nhà thờ còn những người khác thì sao? Giải quyết từng người một. Tôi có kiên nhẫn. Mà họ thì đã không còn thời gian nữa rồi. Ông chủ, thế nào? Có chuyện gì? Người giám sát của chúng tôi phát hiện Lime đã đến nhà thờ. Tôi đưa còn nói chuyện với một người. Người nào? Không nhìn rõ, chỉ nhìn được bóng lưng. Tôi sợ Cẩm Đường nhận ra người của chúng ta nên bảo họ ở ngoài quan sát. Người này
Rất có thể là Hàn Đông Lân. Mấy ngày nay họ thường xuyên tiếp xúc với giáo sư Lin Mei. Tôi nghĩ suy đoán trước đây của tôi chắc là đúng rồi. Họ mang đoạn phim kia đến chỗ giáo sư Lin Mei rửa. Vậy có phải chúng ta nên hành động rồi không? Không cần đâu. Nhà thờ này được Watanabe giám sát chặt chẽ. Chúng ta không có cơ hội ra tay. Lão Tư, lát nữa bảo Đức Thắng đến tìm tôi. Tôi biết rồi. Thế nào? Tin tốt, giáo sư Lin Mei đã đồng ý giúp chúng ta rồi. Vậy thì tốt, ông ấy bảo chúng ta trưa mai đến phòng thí nghiệm của ông ấy, trong ngày là có thể lấy được ảnh. Vậy ngày mai tôi mang đoạn phim qua đó. Chú Biên Hàng bảo tôi nhắc nhở cậu, bộ thiết bị kia của giáo sư Lin Mei vẫn do người Nhật giám sát. Vậy nên ngày mai cậu nhất định phải cẩn thận. Tôi sẽ chú ý. Ông chủ, ngài tìm tôi. Ngồi đi. Ngồi. Đức Thắng, kể từ ngày mai, cậu không cần đưa Vũ Phi đến nhà thờ nữa. Để lão Đoàn đưa đi là được rồi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không có. Tôi sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì? Tôi phát hiện ra cẩm đường. Cẩm đường đang ở đâu? Chính là nhà thờ ngày nào cậu cũng đến. Ngày nào cậu cũng đưa Vũ Phi đến nhà thờ. Lẽ nào cậu không biết sao? Tôi không rõ lắm. Hàng ngày tôi chỉ phụ trách đưa đón Vũ Phi thôi. Vậy là Vũ Phi không đúng rồi. Rõ ràng biết cẩm đường ở nhà thờ mà lại không nói với tôi. Ông chủ, chuyện này không thể trách Vũ Phi. Có lẽ cô ấy cũng không biết cẩm đường ở nhà thờ. Có lẽ các cậu đúng. Đức Thắng, cô nói rốt cuộc tôi còn có thể tin các cậu không? Tất nhiên là có thể rồi. Sao ngài lại hỏi như vậy? Tôi không ngờ cẩm đường lại đột nhiên thành ra như vậy. Thật đấy, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay tôi đã nghĩ tới nghĩ lui. Đúng, đúng là các cậu đều đã lớn, phải có suy nghĩ riêng, cuộc sống riêng của mình. Không nên ép buộc các cậu. Vậy nên kể từ bây giờ, các cậu có thể lựa chọn con đường riêng của mình. Ông chủ, tôi không biết cẩm đường suốt cuộc thế nào, nhưng mong ngài nhất định phải tin sự tín nhiệm và trung thành của tôi đối với ngài. Nhiệm vụ ngài giao cho tôi đều sẽ hoàn thành. Đây vốn là chức trách của tôi. Vậy nếu tôi bảo cậu giết cẩm đường thì sao? Ông chủ, ngài nói gì vậy? Nếu tôi ra lệnh cho cậu giết cẩm đường thì cậu sẽ làm thế nào? Ông chủ, mọi việc còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu lựa chọn thế nào? Chọn tin tôi hay là tin cẩm đường? Tôi đừng do dự. Tôi muốn biết là vì sao? Đức Thắng, tôi cũng muốn biết vì sao. Khi tôi biết rõ ràng từng có người ở Hoàng Vệ Cư mà cậu lại chẳng nói gì với tôi, tôi muốn hỏi là vì sao. Khi tôi biết vết máu trên người Vũ Phi rõ ràng có liên quan tới cẩm đường mà cậu lại bào chữa cho nó, tôi cũng muốn hỏi là vì sao. Đức Thắng, cậu còn hỏi tôi là vì sao không?
Ông chủ, tôi thừa nhận đã che giấu một vài chuyện, nhưng ba tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Tôi không biết giữa ngài và Cẩm Đường suốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Tôi cho rằng chỉ là một vài hiểu lầm nhỏ, mang tính tạm thời. Tôi không muốn để mọi việc đi đến mức không thể cứu vãn, đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Rất rõ ràng Cẩm Đường đã mang tình báo phản bội chúng ta. Nếu cậu là tôi thì cậu sẽ làm thế nào? Nếu cậu không làm được thì cậu cũng có thể rời khỏi tôi giống như Cẩm Đường. Tôi sẽ không trách cậu. Tôi nói rồi, các cậu đều đã trưởng thành, có lý tưởng riêng, có cuộc sống riêng. Muốn lựa chọn con đường thế nào là tự do của các cậu. Tôi có thể cho phép các cậu rời khỏi tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép các cậu phản bội. Tôi không cho phép các cậu là người chắn trước mặt tôi. Mà Cẩm Đường, Cẩm Đường là vừa khéo đứng chắn trước mặt của tôi. Ông chủ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, cũng không cho phép tôi có sự lựa chọn nào khác. Tôi sẽ không trở thành người chắn trước mặt của ngài. Nếu Cẩm Đường thực sự bội tín bội nghĩa thì tôi có thể giết cậu ấy, cũng nhất định phải giết cậu ấy. Từ sau việc của Đường Tông Điên, cậu ấy đã đi chung với Hàng Đông Lân. Ngày mai cậu ấy sẽ mang đoạn phim đi sửa. Lấy được tình báo, cậu ấy sẽ theo đảng cộng sản. Còn đó có phải là bội tín bội nghĩa không? Đây có được coi là bội tín bội nghĩa không? Nói cho tôi biết. Đức Thắng, nhớ kỹ mỗi câu cậu vừa nói, phải chịu trách nhiệm với nó. Ngày mai cậu đến Đại học Thánh Doan giám sát giáo sư Li Mei. Nếu Cẩm Đường đến thì nhiệm vụ của cậu là giành lại đoạn phim, đồng thời giết Cẩm Đường.